Hello, mến chào các cục nữ. Khi mà mình vô room á, biết không? Khi mà mình vô room á, mình phải ngồi yên á. Mình phải ngồi yên quan sát coi có ai nói xấu mình hay không á. Các anh chị có thấy vậy không? Nhất là khi mà mình cầm microphone đó, biết không? Mình cầm microphone đó, mình phải nhìn vô trong room. Có nhiều người cầm microphone nhắm mắt nói chuyện á. Các anh chị có tin chuyện đó không? Họ nhắm mắt họ nói chuyện á, tại họ mở, nếu mà mở con mắt ra đó thì họ sẽ thấy những cái điều mà mình không muốn thấy, thành ra mình phải nhắm con mắt lại mình nói chuyện nên nó mới tự tin hơn, đúng không? Còn mà mình mở mắt ra, người ta mới vừa chê mình cái là mình hết muốn nói. Ok, trivia bột. Con bột nó vẫn còn chạy kìa. Start. Hôm nay mình học gì nè các anh chị? Hôm nay mình học cái phần cuối cùng của cái bài Pronouns. The last kind of pronouns with this word. Indefinite pronouns, right? Không nghe hả? Thế chỉ vì loudly and gì đó and sexy, right? And sexy. Okay, yeah, sexy. Okay, hôm nay mình sẽ học hết cái bài pronoun hôm nay nha các anh chị, mình chỉ còn một loại đại danh từ thôi. Đó là indefinite pronouns. Cái lỗ mũi bị nó gồm có những cái chữ này. A nose and BFM. Bị gì ta? Nhiều khi mình phải tự tự make up cho mình một cái chuyện gì đó để mình nhớ luôn tới già, biết không? Bị FM là gì? A nose là cái lỗ mũi, B là bị, FM là gì? Bị gì các anh chị? Bị gì? FM là đài phát thanh hả? Bị đài phát thanh hả? No. Bị lỗ 15 phút. Bị phù mỏ. Yeah, that's good. Cái lỗ mũi mà sao bị phù mỏ? Cái lỗ mũi với cái mỏ nó đâu có dính gì với nhau đâu. Cái lỗ mũi với cái mỏ nó đâu dính gì với nhau đâu. Bị ghế thì thôi. Mê người ta chứ đâu phải con gà đâu. Cái lỗ mũi con gà bị phù mề hả? Ok, cái chị bị gì nè? Bị phù được rồi đó, bị phù gì? Hurry các anh chị, mình phải kiếm một cái gì đó đặng mình nhớ luôn, biết không? Bị phù mũi. Và bị phù mũi đi. Phù mũi là good, ok. Nhớ nha. Cái loại đại danh từ này là một cái loại đại danh từ mà khó nhớ nhất với các anh chị. So complicated. Nó gồm có những cái chữ A. Let me nhớ nha, cái lỗ mũi bị phù mũi, ok. Bị phù mũi. A nose BFM. And indefinite pronouns refers to an specified people, places or thing. And this is the list of them. Tại sao mình có cái a nose PFM? A là những cái chữ đại danh từ gì hả? Đại danh từ bất định. Okay, dịch là đại danh từ. Oh my, I can't do.
Yes. Now if I bring up everyone too. Hy vọng được nha. Cũng không được luôn. Ok, để Jimmy Ok, A là tất cả những chữ bắt đầu bằng chữ A. Giống như là chữ gì các anh chị? Anyone? Anybody? Or another? Anybody? Anyone and anything. Ok, đó là chữ A. Chữ N. Chữ N nó gồm có những chữ gì? Chữ N thì nó gồm có những chữ none, neither, hay là mình còn đọc là neither cũng được, nothing, right? Rồi nose. Bây giờ tới chữ O. Chữ O nó gồm có chữ gì các anh chị? Đại danh từ mà. Đó. One order. Mình we learning the pronoun, okay? One and order. Right, đó là a nose. À, tới chữ S, right? A nose. Em nhớ nha, cái lỗ mũi bị phù mỏ. I mean bị. Chữ S là chữ gì? Nó gồm có những chữ gì? Someone, something, somebody, and what else? Several. Such, several. Some, somebody. Okay. Rồi tới chữ B. A nose, B. Chữ B. Chữ B gồm có chữ gì? Just one. Chỉ có một thôi. Chữ B gồm có chữ gì? Là chữ B hả? Chữ B đó. Mình đang học về đại danh từ pronoun, ok, một rồi a nose thiếu chữ y không, chữ y gồm có chữ gì các anh chị, chữ y gồm có chữ gì, everyone, everything. Right, every. Oh, không có chữ one nha. It's one, yeah, it's one. Either, hey, either, everybody, everyone, and everything, right? Ok rồi, chị B rồi, giờ tới một chữ mà thôi. Đố các anh chị. Chữ F nó có một chữ. Yeah, to feel, right, feel. Rồi, B, F, M. Cuối cùng là chữ M. Chữ M thì nó có hai chữ. Chữ M. Much and chữ most. Okay. Chữ must, oh, có chữ many luôn chứ, sorry. Many, must and most. Yeah, có must thì phải có many. Much and most. Là nhiều. Ok, đó.
Thành ra các anh chị thấy cái chữ chung thôi, cái gì vậy, nói chung chung thôi, gồm có những chữ này he and the last he, gồm có những chữ đó one, either, hay là either, everybody, everyone, everything. Feel many, most, much, many, such, right? Thí dụ, các anh chị nào dịch tiếng Việt hay thì cứ dịch ra nha. And post your translation in the text area then. Everyone seemed amused when I was searching for my classroom in the student center. Cái người nào đó thì dường như là amused là gì các anh chị? Dường như là thích thú, cười 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 chọc quê phải không? Khi mà tôi đang tìm cái phòng, cái lớp của tôi ở trong cái gì, in the student center, đó là cái chỗ của sinh viên á. So everyone, ở đây nó sẽ là pronoun, nó nói một cái người đó, nó không có xác định cái người nào phải không các anh chị, nên mình gọi nó là indefinite, là đại danh từ bất định, không có xác định, chỉ nói chung chung thôi, right? Đây là câu này, phải dịch như vậy không các anh chị? Tiếng Mỹ mà có dịch dở các anh chị dịch nha. Và chung amused là amused là thích thú, mà thích thú cái giả giống như là chọc cười, chọc quê vậy đó. Okay, amused là thấy mắc cười đó. Và mình dịch là mắc cười là hay nhất đó. Okay, cười thích thú á, thấy người ta bị nạn mình cười thích thú. Chẳng những không giúp mà mình còn cười nữa đó, làm cho mình vui đó. Amused là như vậy á. Nothing is more annoying than rushing last minute into the wrong room for the wrong class. Cái này dịch là không có cái gì mà bồn chồn, sợ hãi. Yeah, sợ hãi cho bằng rushing là gì các anh chị? Là vội vã. Chạy vội vã in the last minute là gì? Last minute là có nghĩa là mình tới giờ học rồi mà mình vô một cái lớp, mình vô cái lớp sai, với là mình vô cái phòng với cái lớp sai đó. Okay, rushing là chạy vội vã đó. Last minute là giờ cuối đó, nghĩa là đợi cho trễ rồi, gần trễ còn một phút nữa sai lớp nữa đó. Đại khái vậy, làm cho mình mình sợ. Yeah, đại khái gì đi dịch như vậy đi, các anh chị hiểu là chứ gì. Ok, hay là câu này, bây giờ lấy những cái thí dụ về đại danh từ nha các anh chị. The one I capital is the pronoun, indefinite pronoun. Những cái chữ mà chữ mi capital là gì? Viết bự lên á, thì đó mới là pronoun. So cái chữ many people đây, chữ many đây không phải là pronoun. That's why I don't capital it.
Many people have entered the contempt story. Yeah, that's right. No, hết rồi mà. No, hết rồi mà. Hồi tối hát nhưng mà. Okay, next one. Adjective ở đây nó đứng không gọi là đứng đầu câu mà nó đứng trước cái danh từ. Okay, it precedes the noun to modify it. Nó đứng trước danh từ Tiffany. Nó đứng trước danh từ để bổ. Nghĩa cho cái danh từ đó. Tiffany hiểu được. Okay. Right. Okay, thank you. Both of us go to the party. Cả hai chúng tôi đi tới dự cái buổi tiệc. Những cái chữ mà chúng mình capital viết viết bự lên đó. Đó là indefinite pronoun. Much remains to be done. Có nghĩa là gì? Được, phải được làm cho xong. Dịch sao các anh chị? Cái số nhiều, nhiều thứ mà còn lại đó remains. Không phải remains let me see. Remain đây là verb, nghĩa là có nhiều cái sự việc mà gì dịch sao ta, nhiều việc còn lại phải làm. Yeah, những cái việc mà còn lại đó phải được xong. Okay, những cái những nhiều cái việc gì đó, cái chữ must ở đây là đại danh từ bổ, nó ám chỉ những cái điều gì mà những cái sự việc mà còn lại nhiều đó, khi okay, phải được hoàn thành. Giỡn hoài, các anh chị cũng đâu giỏi tiếng Việt đâu. Các anh chị cũng đâu giỏi tiếng Việt như Tiểu My đâu. Tại nhiều khi Tiểu My nói các anh chị help cho cái form translation, các anh chị không làm được. Các anh chị cũng không biết dịch luôn. Thế okay. Đúng như vậy. Việt Nam ba lô. Ok nào, câu này nha. Các anh chị phải dịch tiếng Việt nha. Dịch trước và Tiểu My dịch sau. Nobody can order the attack except the general. Nghĩa là gì? Không có ai có thể không có ai có thể ra lệnh tấn công ngoại trừ ông tướng. Okay, general là tướng. Ông đại tướng, cái gì vậy? Không có ông tướng. Okay, câu này nha, nói chung là tướng. It's nothing to me whether they win or lose. Tổng tư ship commander hay là commander ship. Okay, it's nothing to me whether they win or lose. Câu này dịch sao các anh chị?
Hả, câu này dịch sao? Không, họ có thắng hay là thua đối với tôi không có quan trọng. Ok, dạ, không có gì quan trọng với tôi dù họ thắng hay thua. Ai thắng cũng được, ai thua cũng được. Okay, now next one. Câu đó có nghĩa là như vậy đó. Okay. Thắng thua không quan trọng. Đúng rồi đó. Sky green. Súp. Mà giờ trái bơm á. Trái táo, trái bơm nó thì bị gì các anh chị? Thuộc sớm có rất là nhiều đồ ăn còn dư ấy, vì thế tôi sẽ to go, take them to go, có nghĩa là gói về. Lấy về một ít. Yes. Don't just stand there. Do something. Đừng có đứng ở đó, phải làm gì đi chứ. Để thấy như vậy, đừng đứng ở đó, để phải làm gì chứ. Ok, con này nha, con này hay nè. Làm gì đi? Yes. So tiếng Việt mình nói nhiều cách hơn. It wasn't such a good holidays as we thought it would be. Nó thì không có phải là một cái ngày mà nghỉ lễ không Tony. Okay, Tiffany. Now, Tiffany, you do it then. Yeah, nó không không phải. Yeah, dịch đúng nghĩa tiếng dịch dịch của như Tiffany chưa có hay. Tôi tưởng đâu là đó là một cái ngày lễ rất là vui vẻ, rất là thích. Thú. Ok, rất là excited.
Suggestions is acceptable. Đề nghị nào ok? Hay là mình nói câu này. Nhớ nha, hầu hết cái indefinite pronoun là số ít. No one was. No one was sent an invitation. Rồi, dịch câu này đi. Hurry, can't she? Yes. Cái này mình phải dịch nó là passive, right? Passive, right? Thì bị động. Thành ra mình dịch là được hay là bị. Okay, nhớ mà cái gì mà tốt tốt á, thì dịch là được, còn gì mà xấu xấu thì dịch là bị. Ở đây mình dịch là được. Okay. Không một ai được. Chứ các anh chị thấy không? Everyone is and no one was. Okay, now next pronoun to refer to set antecedents is it, either, neither, one, anyone, anybody, everyone, everybody, somebody, another, and nobody. Có nghĩa là những cái đại danh từ này thường thường nó and we have some more. An all thought, it may seem to indicate more than one. They are singular pronouns and require verbs. Nghĩa là những cái đại danh từ mà is, either, neither, one, anyone, anybody, everyone, one, everybody, somebody, another, nobody. And the verb. Pronouns stand before, of, or the sun. Khi mà nó đứng trước, khi mà có những cái chữ hay là những cái câu được, khi nào nó là số ít, khi nào Julie I'm still. Nó có S ở trong đó, mình tưởng nó là số nhiều. Nhưng mà ở đây mình phải nói là mỗi một sinh viên. Thế, mỗi một người học sinh. Cái gì vậy? Thành ra mỗi một người giống như là everyone vậy đó. Thành ra nó sẽ là số ít. Hay là từng sinh viên một. Thế, yeah. Từng sinh viên một. Nhưng mà các anh chị coi chừng nhiều khi nó cũng là adverb, nhiều khi nó cũng là adjective. Thường thường nó là pronoun, thường thường nó đứng một mình hay nó không có đi chung với cái danh từ. Như hai cái câu này, nó không chữ each, I mean each, each ở đây không phải là
Bruno. Okay, they cost a dollar each. With each victory, we get closer to the Semyon's ship. Các anh chị có thể đặt câu hỏi trong PM cho Tiểu My nếu mà không phải câu hỏi trong cái gì mình đang học. Tiểu My sẽ trả lời rõ hơn sau giờ học. So chữ each ở đây, chữ each ở đây không phải là pronoun mà nó là adverb. And the adjective in the second one. Ok, cái này nha. Yes, cost each one. Cost a dollar each one. not là no. Cái trạng từ nó bổ nghĩa cho cái gì các anh chị? Thường cái trạng từ nó bổ nghĩa cho cái gì? Cái động từ, cái tỉnh từ, phải không? Và chính nó luôn, phải không? Nó bổ nghĩa cho ba từ: động từ, tỉnh từ và chính nó luôn. I'm sorry. When the pronoun is followed by a clause or phrase containing a plural noun or pronoun, there is plural. Có nghĩa là gì? Khi mà một cái đại danh từ nó đi theo sau, nó được theo sau bằng một cái mệnh đề hay là cụm từ, và nó chứa cái danh từ số nhiều, một cái danh từ số nhiều hoặc một cái danh đại danh từ số nhiều, thì thường thường cái động từ nó sẽ là số nhiều. Anh chị coi câu. Is of the candidate is Zeus. Giống như là sofa mình học, each là mãi cho nó là số nhiều. Ok, là nó either one nó đều đúng hết. His cũng được mà half cũng được. Nhưng mà trong cái văn nói thì mình nói số ít, nhưng mà trong văn viết thường thường người ta cho nó là số nhiều. Khi đó là cái bài nó nói như vậy. If or not, it's up to you. Okay. Thường bao nhiêu? Giờ cho tôi một cái giá
free hết trơn. Thì thứ gì là thứ gì? Cái giá gì free đó chứ mình is, anh chị thấy nó là is. Anyone here anyone driving tonight had better keep his or her eyes on the road. Bất cứ người nào mà lái xe ban đêm anh chị nên nên nhìn phía trước, nên chăm chú nhìn phía trước, ok, và chú tâm nhìn 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 cái quan sát trên đường, chú tâm nhìn, chăm chú nhìn đường. Dạ, dẹp vậy đi. Ok, next one. Đây là những cái cách dùng cái đại danh từ bất định, okay. Ví dụ vậy đó. This one is too dark. I would refer a... Not this one. This one is adjective. Okay. Ở đây mình nói về cái trạng từ, I mean cái pronoun, không có nói về cái gì. Had better là adjective, phải không? Nó là I mean adverb, nó vừa là adjective và nó vừa là adverb luôn. Cái này thì chưa dịch cái câu this is too dark, I would refer another. Quá tối, ok, quá tối, tôi muốn cái khác. Tôi muốn một cái khác. We need another thousand because ours. Dịch đi. Thì đã đi kiếm việc khác rồi, đi hết trơn rồi. Neither of the suggestions will do. Neither is to be trusted. Không có một cái lời đề nghị nào sẽ làm, sẽ được làm hết trơn, sẽ làm hết trơn. Và không có cái gì sẽ làm được tin tưởng. Thôi kiếm gì dịch dở quá, để các anh chị dịch đi.
But not this one. Neither in this case is adjective. Từ từ hả? Thế phải đi làm chị dịch chậm quá. Phải đánh máy người 10 ngón mới lẹ khi. Neither statement is true. Neither đây là adjective, okay? Chứ không phải là pronoun. No, neither statement is true. Không statement là gì ta? Statement dịch là gì? Dạ, không có một cái câu nói lời tuyên ngôn nào đúng, tuyên bố nào đúng. Not this one. So một cái nó cũng có thể là conjunction. Neither his friend nor Ravi wants to spend the time studying. Là Ravi không có ai mà muốn học với cậu ta hết trơn á. So neither ở đây nó sẽ là neither nor đây nó sẽ là conjunction. Mình sẽ học mấy cái này sau. Yeah, good song later. When the pronoun either is the subject and come immediately before the verb is khi mà và nó đứng liền với cái động từ đi sau nó đứng đứng trước một cái động từ đó sẽ là số whatever I post. Either is một không biết dịch một tốt ở trong cái soil là gì các anh chị, trong cái đất này á, ở trong cái này á, môi trường đất này á, và trong đất này á. Ok, để nghe ông Mỹ ông dịch tiếng Việt nha. Dero eller ha dobot, dero fat trien dot dron dot nai. Ông nói giống người miên nói quá. Nghe ông dịch lần nữa nha. Dero eller ha dobot, dero fat trien dot dron dot nai. Đọc lại cái gì? Đọc lại cái gì? Stephanie, either is good enough. Either grows well in the soil. Học grammar là thỉnh thoảng mình phải kiếm chuyện thôi, mình bị tẩu quả không? Không thôi mỗi hồi tóc tai mình dựng đứng hết chị tiếng mi đâu. Tại chị khác chị mới bị tẩu quả chứ còn Tiểu My. Tiểu My, cái bài này gần xong rồi. Tiểu My muốn các anh chị làm bài tập hôm nay. Nói đi. Giờ đang cột tóc lên mà. Đang cột tóc đuôi gà mà. Thành ra tóc nó dựng giống như là cái gà ha. Thấy không?
Ok rồi, bắt tiếp tục nha, tiếp tục. Ok, tiếp tục. Dạ. Tiếng mi người miền Nam rặt mà. Ok. Dân dân giá sống mà. Is followed by a preposition, I mean prepositional phrase with a plural object. There is a tendency to use a plural verb, but a singular verb is more common. Có nghĩa là gì? Có nhiều cái đại danh từ, mình có thể mình dùng nó số ít hoặc là số nhiều cũng được. Nhưng mà thường thường đó, người ta thường dùng với số ít nhiều hơn, giống is or are good enough. Either of the crops grows or grow. However, it's sometimes they are not pronoun, but they are adjective or conjunction. There are trees on either side of the river. Đó là adjective, either side, modified to the noun side. Either come or right. Right. But cái này nó sẽ là adverb. Loại đất này, that's a good translation. Or some come. Yes. He's not fond of podium. She won't come either. So cái này sẽ là adverb. Nó là chẳng từ. Okay. I'm not either. Bổ nghĩa cho động từ. Okay, now next one. Or any most referred to. Cái sẽ cũng không đến luôn. For example, all of us are going to the game. All. Right? Trường hợp này mình nó sẽ là plural because this is the whole number. Or a mouse, so it take the plural. I mean, or it take a plural verb, right? Tất cả chúng ta. Okay, câu này. Bọn tôi. All the letters is not gold. Đây mình dùng chữ is tại vì nó là the whole quality, nó là một một cái nhóm thôi. Cái một nhóm thôi. So nó sẽ text à, nó sẽ là số ít. Tất cả là một thôi. Letters là gì các anh chị?
Bếp cũng là chữ o mà nó không phải là pronoun o, mà nó sẽ là noun hoặc là adjective. He gave his all in the performance. Nó là noun. All employees over 30. Nó là adjective. Thuộc vào đĩa từ là gì? Ví dụ khác nha. Don't want any dessert. Okay, trong khi đó cái chữ most đây trong buổi trình diễn very good. Was over. But here is single, a singular. So none of the part. Cho những cái thí dụ. I left three pies on the table and now they are none. None were left when I came. Tôi đứng ở trên bàn và bây giờ không còn cái nào hết trơn, không biết ai ăn nữa, chắc chắc phải nhiều quá à. Ok, câu này. Cái này nó sẽ là adverb. Cái này nó sẽ là adverb. The supply is none too great. None too great. Là gì các anh chị? Too great. Is là phiến quân Hồi giáo hả cô? Là đủ. Cái này là is not good. Is not good at all. In no way hay là not at all. Phải không? Phải dịch vậy không? Không dám để Google Translate dịch đâu. What? Cho nên dễ mắc cười thì thôi á. Việc nữa.
cái câu này có nghĩa là không hề tốt. Yeah, no, it's not good at all. It's not good. Good at all. Những cái chuyện Supply is. I need you to come. Okay. About two o'clock. So Michael and Mitchell will. About at two or 3 o'clock. So Michael and Mitchell will help you know. Yeah, because they will help. Yeah, I'll be here until 5 o'clock. 4 days all gone. And nobody help you to move the, yeah, so nobody help you. So be here at, okay, thank you, bye. Okay. Rồi. Quý vị ạ. Với ổng đó, hôm qua Hi phải tới đấy, và nó sẽ có động từ số ít đi theo nó, đại danh từ mà nhân xưng đại danh từ đó, nó phải là chữ he hoặc chữ she, ok, nếu mà vì vậy nó sẽ là chữ she, và cái đại danh từ sở hữu của nó sẽ là chữ his hoặc chữ her. But hầu cái người người mình gọi chung native speaker là người Mỹ đi, okay, hay người Anh, người Úc gì đó, người Canada đã khá như vậy là native speaker. Yes. Thì tìm thấy cái sự trục trặc. Nên cái thường thường họ chặt. Dùng chữ they ở chữ there thay thế nó vô. Cho dù nó là đàn ông hay đàn bà, khá như vậy. Thế. Họ hồ tên gì? Nên cũng giống như là thôi nói này đụng chạm. Ổng mà nghe nó ổng cũng chỉ cười. Ok.
Okay, cho thí dụ nha. Okay, cho thí dụ. Trong trường hợp này á, các anh chị dùng cái nha. Chữ gì? Thử ngay đi, thử giờ mình thử nha, nãy giờ mình nói mệt quá. Okay, dùng cái chữ gì ở đây? Giờ mình để cho người ta họ nói nha chứ. Right. Neither of them remember his her instruction or what? Huh? Không có một ai họ nhớ cái sự chỉ dẫn. Such any okay. I mean a positive adjective ở đây của đó, của họ đó. Neither of them remember our cũng được, nhưng mà ở đây thường neither of them nhớ cái sự chỉ dẫn của họ đó, okay, không phải của mình, của họ. Thì ở đây mình sẽ dùng chữ there theo cái định nghĩa, okay, ở đây mình sẽ dùng chữ there. Mặc dù mình nghĩ nó là số ít phải không? Neither of them, nhưng mà ở đây thường á, hoặc là dùng chữ his. Đúng ra đó thì phải dùng chữ his or chữ her, nhưng mà cái người nhiều khi làm cho cái người nhưng mà cái người native speaker đó thì thường họ dùng chữ there, okay, hay chữ they. Chữ they trong trường hợp này. Trong trường hợp này nè. No one saw Tom go out, did they? Tại sao không nói là did he mà nói là did they? Không cần biết nó là đàn ông, đàn bà, con trai, con gái gì. Cái điều này đúng. Như ở trong Power Talk như vậy nè. Tiểu My làm việc cho nó đó, nhiều khi Tiểu My phải report nó. Tiểu My nói oh, this you. Users he lost this users lost his nickname. Honor, why don't you tell them? Chị thấy không, họ dùng chữ them chứ họ không có dùng chữ him. Why don't you tell her, hay là why don't you tell him? Họ nói là chữ her hay chữ him hay chữ her nữa mà họ dùng it. Haven't they? Everyone đúng ra là phải his or her hay him or she phải không? Haven't she or will someone lend me their binocular? Someone là there, đâu có nói là has or her đâu. Right. Ok, một cái khác nữa. Cái này hay nè. Từ từ hả? And singular verbs. Is normally referred to all the people, like all the things,
Thể cho tôi mượn cái ống nhòm không? Cái gì vậy? Ok, cái này nè. Rồi. Còn cái all people hay là all the things đó, thì nó sẽ đi theo cái plural. But this is the way people talk. We say everyone is ready instead of all the people are ready. Chị thấy không? Thay vì mình nói all the people hay là all people cũng được. All the things hay là all things cũng được. So thay chữ all the people bằng chữ everyone. Hay là everything instead of all the things. Không được luôn. What wrong is? Oh, I know what going on. Is that what's this? Instead of all the thing have been wasted? Well, wasted, hay là wasted. I think I misspelled right there. What's this là gì? Wait a minute, let me check, double check nha. Yeah, wasted, right? Well, where is it, the people? Không, people. Keep people là the plural of persons, okay? People, yeah, là plural of persons. Person là so ít, còn people là số nhiều, không cần có s. Yeah, wasted là lãng phí. Ok, lãng phí. And that thay vì mình nói all the things, mình nói everyone. The expression all the people hay là all the things are possible when followed by a phrase of loss. Otherwise, they are rarely used. Có nghĩa là người ta trong trường hợp này nó đi sao, nó là một cái cụm từ hay là một cái mệnh đề thì bắt buộc hầu như là mình phải dùng cái gì vậy hết trơn. Rarely used, that's what they mean. Bring it closer. Yes. All the people in the room clapped. Mình không nói everyone in the room clapped. Okay. Còn cái I got all the things you asked for. Phía sau nó là một cái clause. Ở câu trên in the room nó là một cái phrase. Câu dưới nó là một cái clause. You asked for là một cái clause. Còn in the room là cái phrase. So trong trường hợp đi theo sau nó là một cái cụm từ là phrase hay là một cái mệnh đề là clause thì mình phải dùng all the people hay là all the things, mình không có nói là everything hay là everyone. Các anh chị thấy anh
Thấy rồi phải không? Hiểu phải không? Okay, next one. Đây nó là số nhiều. A plural, so it's required a plural verb are. Next one. Many students. Many students. Few là một vài, chứ mình không có dịch là một ít, một vài. Mà it's a uncountable pronoun. Many students are absent today. So okay, một trường hợp nữa. Many students and s to the pronoun. Trong cái thể mà sở hữu cách đó, thì thường thường mình sẽ để cái dấu phẩy với cái chữ s cho cái pronoun. Not teacher anyway. So you're not my student. Everyone's great. No one's mistake. And one choice. I'm sorry I missed one. One's choice. Một cái sự chọn lựa của cái người nào đó. You are here for learning English. Okay. So bài học hôm tới đây là chấm dứt. And that's it. Okay, now any question before we do the exercises? Dịch đã hả? Everyone's great là gì? Cái điểm của mỗi người, của từng người một. Cái lỗi, không có lỗi của ai hết trơn. Và cái sự chọn lựa của người nào đó. Khá như vậy. One's choice ở đây mình sẽ dịch chọn lựa của một người nào đó. Thành ra mình không có xác định được ai, thành ra nó mới, mình mới gọi nó là indefinite pronoun, đại danh từ bất định, nghĩa là không có xác định. Right? Rồi bây giờ mình làm bài tập nha các anh chị. Are you ready for the exercises? You're from UAE. What UAE stand for? Mohsin Raza. You from Pakistan, right? From Middle East, right? Okay, let me open the exercises. Bonus right here. Okay, mình sẽ có cái bài tập về về cái pronoun này. Có rất là nhiều nha các anh chị. Bài tập có hàng trăm câu luôn á.
Tiểu Dương Quốc Ả Rập hả? Yeah. Ả Rập là dịch sao? Các anh chị Ả Rập right? Ả Rập right? Phải viết gì không? Đó không? Phải viết vậy không? Viết qua đi. Đó không? You from here, Mosin? Raja? Raja? I don't know. Phải không? Các anh chị Ả Rập viết vậy phải không? Ok, bắt đầu nha. Pronoun, the exercises. No? Do the African? I mean Africa? You from Africa, right? Right? Ông chắc Mỹ đen quá. Okay, let's start. Let's start of what he said. Okay, you have to choose the right one. Do you think? Of the president's speech, I like more, many, several, much of what he said. Much. That's pretty good. Why don't you choose more? More is the more when we compare something, right? Many is countable. Well, countable is countable too, right? So much is the right one. Yeah, and that's the plural too. Much cũng là plural, yeah. Much cũng là plural, yeah. May with several. Several là nhiều, là một vài. Còn may là gì? May là may is not the many, right? Yeah, many. Many là more than several. Okay? Many là more than several. Nhiều hơn cái several. So in this one we choose much. Must be is the right one. Okay, next one. Con này dịch sao nha? Careful. She is somebody, something, anybody, anyone, a poet. Câu này rất là hay mà tiếng Việt không biết dịch. Okay, something. Can you believe it? Believe it? The answer is something. Có nghĩa là có nghĩa sao đâu đó. Okay, but I don't know how to translate it. Okay, she is something. A poet. Okay. Đồng ý nhưng mà I don't know. Không biết gì.
Something of Boaz. Các anh chị coi cái câu này. Boaz. Boaz đâu có phải là người ta đâu. Phải không? Bây giờ các anh chị cắt nó ra nè. Some one. Phải không? Phải không? Đồng ý không nè? Boaz là thơ dân đó. Mình là người ta mà mình làm sao là của cái bài thơ được? Phải không? Mình là người ta mà. Right? Đồng ý không nè? Bây giờ nói là Tiểu My of the chair. Trời ơi. Có ai nói Tiểu My of the chair không? Quýnh cái chết bây giờ. Mấy chị đồng ý chỗ này không nè? Hả? Tiểu My of the chair. Tiểu My là của cái ghế. Tiểu My là người ta mà của cái ghế. Đồng ý không nào, Quỳnh Tuấn, Little Boy? Phải không các anh chị? Người ta là người ta, không có của cái đồ vật được. Đồ vật của người ta thì được. Ok. The chair of Tiểu My. Hiểu rồi phải không các anh chị? Đừng nói Tiểu My của cái ghế nha, Quỳnh nó chết bây giờ. Cái này thì được. Cái này thì được. Phải không? Cái ghế của Tiểu My thì được. Right? Ai nói Tiểu My của cái ghế? Rồi trở lại cái câu nè. Okay. Nhớ nhà Tiểu My là người ta nha. Rõ ràng có hai mắt đồ này kia. Nói chuyện được. Đồ vật nói chuyện không được. So she is something. Okay. Mình không có nói somebody or poet. Hay là anybody hay là anyone. Rồi phục chưa? Thua chưa? Okay. Nhớ nha, người bán lúc nào nó cũng người bán lúc nào cũng cũng lời hơn người mua hết trơn đó. Okay. Okay, next one nè, next one. Câu đó dịch là hồi nãy ai dịch hay đó, cô ta có cái năng khiếu gì thơ, hay là cô ta làm thơ hay, hay là cô ta giỏi gì thơ, đã khái gì vậy, hay là cô ta có cái chất lượng gì đó. I don't know. Boaz có nghĩa có thể là bài thơ nữa nha. Okay. Có nghĩa là văn thơ nữa chứ không phải là nhà thơ không. Đó, dịch rồi đó. Okay. Poem là bài thơ, poet là nhà thơ và yeah, thi sĩ. No, poet. Oh, something of poet. Thôi đi, các anh chị nói. Một hồi Tiểu My không biết trả lời các anh chị đâu. But the right one is something, okay? Don't agree with me anymore, please. Cái một hồi là bí đó nha. Cái hồi là bí đó. Of the three foreign guests, one is from Tokyo. The order. Order some any two are from Paris. Which one is right? Khác là gì các anh chị? Là order, phải không? Khác là order. So some sign, any sign, phải không? Some and any are wrong, phải không? So which one is right? The order hay là order? Ok, các anh chị biết ba người khách không? Có thấy ba người khách không? Hả? Mình biết cái người này đấy không? Đồng ý không nào? Thành ra khi mà mình thấy hay là mình biết thì cái đó có nghĩa là đã xác định rồi. Phải không? Và xác định mình phải dùng chữ the. Phải không? Ở đây mình sẽ nói là the.
So the others two are from Paris. So number one is right. Okay, next one. Các anh chị phải biết là tại sao mình chọn chữ đó mà không chọn chữ kia nha, chứ không được guess nha. Okay. Now, next one. Từ từ hả? Chậm lắm rồi đó. Giờ chậm thiệt chậm nha. How many co-workers live in the countryside? Nobody? None? Someone? No one? Okay, the right one is none. Trả lời chắc nịch luôn. Okay, none. Không ai hết trơn á. None. Okay. Why? That's the way we talk, okay? None. Okay, trả lời như vậy đó. No one cũng đúng. Okay, no one cũng đúng. Nhưng mà thường thường mình none of them. None đây thường thường các anh chị nhớ nha. None thì ở phía sau nó là cái gì phải không? Thành ra ở đây mình nói là no one có nghĩa là no one có nghĩa là không có ai hết. Có thể là những cái người khác, không phải là những cái người worker. Còn none là none of the workers. Các anh chị hiểu chỗ này không? No one là mình nói chung chung thôi. No one là mình nói chung chung thôi. Mình không có xác định ai hết trơn. Còn ở đây mình nó họ có mention cái worker. Phải không? Chị hiểu chỗ này không? None có nghĩa là none of them, none of the worker. Ví dụ như nói là thôi kêu kêu thiếu mi phân biểu, tôi không biết phân biểu đó. Okay, now this one, them hay là none of the worker, người ta chỉ cần nói chữ none. Okay. No one answer, none of the answers, neither of the answer, none answer you gave me were correct. Không có cái câu trả lời nào mà bạn nói với tôi là đúng hết trơn á. No one answer là sai. Người ta không có ai trả lời phải không? Mà ở đây mình đâu có nói là không có ai trả lời đâu, mà mình nói là những cái câu trả lời phải không? So câu số 1 sai. Đúng là sẽ là câu số mấy các anh chị? Câu số 2. Tại sao câu số 2 đúng? Yeah, none of the answer. Câu số 1 là nói về cái người nào không có ai trả lời. Câu số 2, câu số 3 đó là neither of the answer. Ok, cái gì đó? Câu thứ 4 sai. Còn neither of the answer. Not right, neither. Very good, are you kidding? Đúng không? Chừng nào mà mình phân biệt được mình biết được giờ có bao nhiêu câu hỏi đó thì mình mới nói neither. Còn mình đâu có biết được bao nhiêu câu hỏi, mình thành ra mình nói trỏng là không có cái câu trả lời nào mà đúng hết trơn á. Các chị hiểu không? Thì, ví dụ như mình nói
and are you and Tiffany đi, right? Neither of them. Là mình phân biệt được hai người. Không có. Because I don't like that her comic book, that comic book of her, hay là that comic book of hers, hay là her that comic book. Which one is right? Tôi không có lấy cái cuốn sách hình của cô Jennifer bởi vì tôi không thích cái cuốn sách hình đó của cô Ray. Very good. Câu số 3 đúng. Okay. Right. Cái okay, bây giờ mình coi nè, that her comic book. That her. Các anh chị thấy không? I don't like that. Tôi không thích cái đó. Cuốn sách của cô ta. Nó nghe nó hơi kỳ kỳ phải không? Không ai nói như vậy. That comic book of her. Câu thứ hai này cũng sai luôn. Tại sao sai các anh chị? Cái này đó là mình sẽ dùng nó là subjective possessive, right? Có nghĩa là chủ từ đại danh, I mean sở hữu đại danh từ, phải không? Chủ từ sở hữu đại danh từ. Thì nó đi theo sau chữ her, nó phải là danh từ. That comic book of her book thì được. Nhưng mà này mình đâu có chữ her book đâu. Thành ra câu thứ hai sai. Câu thứ ba coi như là đúng. Tại vì chữ her ở đây có nghĩa là sở hữu túc từ đại danh từ. Nó làm túc từ. Tại nó đứng phía sau dưới từ. Right? Of, so of hers, đúng. And I don't like her, that comic book. Cái này nó converse the wrong place đó. Đó là cái nó đặt chữ sai chỗ. Okay. So câu thứ ba đúng. Okay, that comic book of hers. Okay, now next one. So ba đúng. Yeah, let me post câu trả lời cho các anh chị luôn nha. Her đó, mà không có S nó phải đi sau, nó bắt buộc phải là danh từ. Have your hours once their own choice. Mỗi một người phải có cái sự chọn lựa riêng của họ. Okay, ở trong bài đó khi ở trong bài thì chữ there đúng, nhưng mà khi mà mình có cái the best choice thì mình nên chọn cái the best choice là one của cái người nào đó đó, của họ đó, của cái người đó đó. One là một thôi. Mỗi một người phải có cái sự chọn lựa riêng của cái người đó đó. Okay, once đây là nói về một cái người nào mà mình nó là antecedent của everybody. So đây là once là đúng. There cũng đúng, nhưng mà the best choice is once. Các anh chị hiểu chỗ này phải không?
Mình nói trống là mình nói once. Và nói số ít. Okay, next one. I was disappointed with the result I had. I had expected that it one or that. We don't have another. Tôi thì rất thất vọng với cái kết quả. Tôi đã mong nó phải tốt hơn. Ví dụ mình get the B, mình expect that supposed to be the A, right? Yeah, nó sẽ là it, okay? It. So it ở đây antecedent nó là gì các anh chị? It ở đây nó imply, what does it imply? It ở đây nó là gì? What does it mean? Yeah, the result. Okay, kết quả. So đây mình dùng chữ it. Okay, next one. What time is it? Oh, we have 1 hour. It is, this is, there is, or that is. A fact that English and Chinese are both accepted as international languages. There is, it is. Thường thường nói là it is. Không ai nói this is, nói trống mà. Okay, nói một cái fact. Thường thường ta dùng cái it is. It is, chứ không phải this is hay là there is. Okay. Mình dịch làm cái sự thật đó là tiếng Anh và tiếng tiếng Trung Hoa đó thì cả hai được chấp nhận ở trong cái ngôn ngữ quốc tế. Okay. It is. Nói trống thôi, it is. It is said. This is a fact. Okay. That's the way people talk. Okay, next one. Sau này sẽ là it nha các anh chị. It is. Okay. Yeah. Người Tàu là đông nhất thế giới mà. Người Tàu everywhere. Kế đó là tiếng Spanish. Tiếng Anh nè. Tiếng Tàu nè. Rồi kế đó là tiếng Spanish. Nên các anh chị khi mà muốn học second language, các anh chị chọn English. Hoặc là các anh chỉ chọn Chinese or Spanish, okay? No. Nói về cái minor people. Nước ngoài thì ở ngoài đó thì người Tàu cũng đông nha. Nhưng mà ở châu Mỹ thì người Spanish đông hơn. Okay, next one. Câu này nha, câu này. I hate them, it, these, that. When people talk with their mouths full. Tôi ghét cái sự việc mà khi mà người ta nói chuyện á, mà miệng đầy đồ ăn. Nó học tiếng Trung Hoa rất là ghét. I hate them. It ở đây, I hate it. Okay. It ở đây là một cái sự việc. Cái sự việc gì? Cái sự việc khi mà người ta nói, khi mà người ta nói chuyện, khi mà người ta nói trong khi miệng đầy đồ ăn.
I hate it. Okay? I hate it. When people come to me with no reason, ask me for no reason, hay là hit me for no reason. I hate it. Đó là cái cách nói đó các anh chị. I hate it. I hate it when she asked me a ridiculous question. Là khá gì vậy? Các anh chị hiểu chỗ này không? Yeah, it là tôi ghét cái sự việc. Cái sự việc gì? Cái sự việc mà người ta, it ở đây là không phải là people. Okay, I hate it. It ở đây là cái điều đó đó, cái điều mà tôi sắp sửa nói đó. Tại sao đây là cái điều tối kỵ cho người lịch sự như các anh chị? Trên bàn ăn với người ngoại quốc, các anh chị nhai cho hết đồ ăn ở trong miệng đi rồi các anh chị mới nói chuyện. Okay. Yeah, we can eat and talk at the same time, but not what, but not why. Đợi tí mình chút. Yeah. Nói tới đâu rồi? Nghĩa là mình vừa ăn vừa nói được, nhưng mà not with your mouth full. Nghĩa là mình vừa ăn vừa nói được, nhưng mà đừng có nói khi mà cái miệng mình đang có đồ ăn. Tại vì nhiều khi mình nói rủi nó sặc rồi đồ ăn văng vô miệng, văng vô mặt người ta rồi làm sao? Chị hiểu chỗ đó không? Hả? Mouth. Có S hả? Let's see. Let me check. Their mouth more. Their more. Có S là đúng rồi. Để chị mi post lại nha. There. Phải không? Nhiều cái miệng mà, chứ đâu phải nhiều người có một cái miệng. Chẳng nghĩ thì sao hả? Thì mình muốn nói chuyện thì mình phải nghĩ ăn chứ. Đó là người lịch sự, ok? Đó là người muốn thành người lịch sự thì phải làm như vậy. Thật sự đây là điều đúng các anh chị. Những cái nhà mà gì đó, những cái nhà mà nobility đó, nobility là công chúa, hoàng tử gì tầm lông hết trơn đó. Họ có người dạy họ cách ăn uống đi đứng rồi này kia, hoàng tộc đó, nhà hoàng tộc đó. Okay. Họ phải học những cái điều này. Khi mà ăn đó, thứ nhất đó, là không được nói chuyện khi mà cái miệng mình đầy đồ ăn, phải không? Cái thứ hai đó là mình không được ở. Tại sao vậy? Tại vì các anh chị ăn overeat, các anh chị mới bị ở. Ăn quá no các anh chị mới ở. Tại vì đồ ăn mà quá no thì bắt buộc mình phải ở ra, đặng cho nó ra bớt cái hơi đồ ăn nó đầy bụng đó. Bắt buộc mình phải ở. Và khi mình ở thì người ta nói mình ham ăn, ăn cho cố, right? Không có lịch sự. Ok. Thấy gì vậy? Cái thứ ba là không được để tay lên cái bàn. Người Á Đông mình ăn cơm mình phải cầm chén, cầm đũa hai tay, phải không? Nhưng mà người ngoại quốc họ không có dùng đũa, họ không có dùng chopstick. Họ dùng muỗng với nĩa, dao, phải không? Thành ra đó, một là ăn bằng nĩa, hai bạn bằng muỗng. Chỉ khi nào mà cần thì ví dụ mình ăn súp thì họ bỏ cái nĩa xuống, họ lấy cái muỗng, họ hớp một miếng súp thôi. Dao cũng vậy nữa, ví dụ họ ăn steak cũng vậy. Họ cầm nĩa với cầm dao, họ cắt miếng steak xong rồi họ bỏ con dao xuống, họ lấy cái fork, cái nĩa, họ gắp miếng steak bỏ vô miệng và cái tay để xuống trở lại. Cái đó là cái lịch sự khi mà ăn uống của người lịch sự, và ăn một cách chậm rãi. Okay. Và cái thứ tư nữa là ăn không có được hả miệng. Cái gì vậy? Ăn phải ngậm miệng lại. Khi mà các anh chị nhai đó, các anh chị phải ngậm miệng. Thế đó là 4-5 điều mà khi mà mình ăn với người ngoại quốc. Các anh chị không tin, nếu các anh chị bên Mỹ, các anh chị đi ra vô những cái nhà hàng sang của Mỹ coi, thấy tụi nó ăn y chang như vậy. Không bao giờ để hai cái tay lên bàn hết trơn á. Và ăn phải ngậm miệng. Ok, next one nè. Tiếp tục nha. Tiếp tục.
mình đi ăn với khách mình không không có nên ăn quá cố nha các anh chị, ăn vừa no thôi, đừng có ăn quá no rồi ở tùm lum ghê thì thôi. Cái điều này có thiệt, mỗi lần Tiểu My ăn no quá Tiểu My ở hoài hả? Ở hoài hả? Là người ta biết mình ăn quá cố đó, okay. Nhiều quá thì thôi bỏ chứ sao, đem về to go. It. Okay, what is this? Yes. Did I give you some hint? I think so. No, no, not yet. Okay. Yeah, it is. Không cần pause nữa phải không? It is. I mean, is it? Is that? Is it? Is this? Is what? Necessary to tell his wife everything? Có cần phải nói với bạn, I mean vợ của cậu ta mỗi chuyện hay không? Yeah, it is. Hay là is it? Nói tổng quát thôi. Cái gì mà mình nói tổng quát thôi, okay? It is. Hay là is it? Okay, next one. Is that, is man, is now, hay là is it possible to fly to the space in a plane? Yeah, is it? Thế là cái điều này như vậy phải không? Là khá như vậy. Okay, next one. Does he, does that, does it, hay là does this matter that she can't finish the job in time? Does it? Okay, does it matter? So matter có nghĩa does it matter? Matter là động từ nha các anh chị, okay, chứ không phải là danh từ nha. Anh đã bắt buộc phải là chữ it, phải không? Phải là chữ it. Does it matter if she can't finish the job in time? Các anh chị thấy chữ in time không? Đừng có bao giờ các anh chị làm cái gì mà on time hết trơn á. On time là too late rồi. Cho dù các anh chị, thí dụ như là cái the due date at 8 o'clock, the due time or the due date at Wednesday at 8 o'clock, thì mình should to be done in time, phải không? Cho dù các anh chị mà làm cái công việc đó xong đúng 8 giờ đi, nhưng mà rủi cái công việc nó có cái gì trục trặc rồi làm sao? Mình đâu có giờ đâu mình sửa lại, phải không? Thành lúc nào cũng phải là in time. Nhớ nha các anh chị, nhớ nha, lúc nào cũng là in time. Night frog. Night frog chắc đâu có biết là magic circle hả? Biết cái này không? Night frog đâu biết cái này đâu. Stephanie cũng không biết luôn phải không? Hả? Ai không biết đánh số 1 đi. Có biết cái vòng tròn à? Có biết cái vòng tròn à? Vòng tròn gì? Gọi là gì? Vòng tròn gì? Vòng tròn ma quái không? Và vòng tròn ma thuật không? Không biết hả? Ai không biết đánh số 1 lại coi nhiều nhiều. Tiểu My nói cái vòng tròn ma thuật cho cha nghe. Vòng tròn ma thuật rất là hay. Không biết hả? Nhiều người không biết quá vậy. Thiệt vậy hả? Không biết thiệt hả? Giải cái này mấy, anh Minh chia sẻ cái này mấy chục lần rồi. Ok, bây giờ Tiffany, Could you draw a circle for me please? Vẽ cái vòng tròn đi. Ai không biết lấy giấy với viết vẽ vòng tròn đi. Cái này rất là hay các anh chị. Bảo đảm khi mà các anh chị biết rồi, các anh chị sẽ khoái chí tử luôn. Khoái run người luôn á. Khoái run người luôn đó. Ok, Lana biết không? Hả? Biết cái vòng tròn ma quái này không? Ma quái này không? Hả? Khoái tê tái luôn. Rồi, vẽ cái vòng tròn rồi chưa? Vẽ vòng tròn rồi chưa? Rồi chưa?
Say yes đi. Rồi. Rồi bây giờ đó. Thí dụ như các anh chị có một cái cuộc phỏng vấn, ok, à, để đi xin việc á, thì các anh chị nên in time hay là on time? Cuộc phỏng vấn đó lúc 8 giờ thì các anh chị nên in time hay là on time? Trả lời trước đi. Hả? Rồi. Ok. Một người on time, một người in time. Tưởng trả lời giống nhau thì Tiểu My khỏi hỏi nữa, khỏi học cái vòng tròn luôn. Nhưng mà trả lời khác thì bây giờ để mình coi kết quả ra làm sao nha. Rồi bây giờ giải vòng tròn chưa? Rồi ha. Mình có cái interview lúc 8 giờ, phải không? Thì trong cái vòng tròn đó mình để chữ in. Ok. Viết chữ in trong vòng tròn đi, please. Tại vì in là trong mà, phải không? Thành ra mình viết chữ in trong vòng tròn. Rồi chưa? Rồi. Trên cái đường chu vi vòng tròn đó, các anh chị biết đường chu vi không? Đường chu vi, right. Rồi trên cái đường chu vi đó mình viết chữ on. On là ở trên mà, phải không? Đồng ý không nào? And cái đường chu vi là gì? Là nhiều điểm, nhiều cái chấm dính liền với nhau thành một cái đường, phải không? Và nó nối lại ở một điểm, phải không? Đồng ý không nào? Thành ra trên cái đường đó, trên cái đường chu vi mình sẽ để chữ on. Đấy. Hay chưa? Rồi. Chu vi là cái đường tròn. Rồi bây giờ ở ngoài cái vòng tròn mình để chữ at. Ok, ngoài cái vòng tròn mình để chữ at. Ở trên cái đường chu vi mình cũng để chữ at. Ở trong cái vòng tròn mình cũng để chữ at. Nghĩa là chữ at everywhere. Trong, ngoài, trên gì cũng là chữ at. Được chưa? Chu vi là đường tròn nha. Phải chưa? Nói lại nè, chữ in là ở trong cái vòng tròn. Chữ at là ở trong, ở ngoài và ở trên cái vòng tròn. Còn chữ on là ở trên cái đường chu vi của cái vòng tròn. Rồi chưa? Viết ba chữ này chưa? Nghĩa là mình có tất cả là năm chữ đó, in, on and ba chữ at. Nếu rồi thì say yes please. Tiếng mình có cái tật ưa nói nhiều á, biết không? Các anh chị mà không say yes là tiếng mình nói hoài. Ok. Nói lại nữa hả? Muốn tiếng mình mà nói ít ít thì phải say yes, ok, để tiếng mình ngừng liền. Ok. Còn không say yes là cứ nói hoài, ngồi đây nói hoài. Rồi bây giờ có 5 chữ rồi phải không? Chữ in là ở trong, chữ on là ở trên đường chu vi, and chữ at là cho cả ba nơi luôn, trong, ngoài và ở trên. Ok. Không có nói tiếng Mỹ off the chair nữa nha. Rồi bây giờ trên cái đường chu vi là đúng 8 giờ, phải không? Khi mà mình nói đúng 8 giờ là số 8 thì số 8 nó bắt buộc nó phải nằm ở trên cái đường chu vi. Tại vì cái đường chu vi thật sự ra nó là một điểm mà thôi, phải không? Một điểm và nó có nhiều cái một điểm hợp lại mới thành một cái đường. Đồng ý không? Cái đường tròn, đồng ý không nào? Thành ra trên cái đường chu vi đó mình đánh số 8. Ok. Là ngay chữ on đó mình đánh số 8. Đấy, các anh chị tưởng tượng được phải không? Vậy đố các anh chị ở trong cái vòng tròn đó là số mấy? Nó không có được ra khỏi số 8 nha. Ở trong cái vòng tròn là số mấy? Hả? Các anh chị nhớ không? Cái số 8 nó bao phủ, nó bao phủ ở phía trong, phải không? Thành ra ở trong cái vòng tròn nó phải là số 7 hoặc ít hơn. 7 or less than. Right? Hoặc là 7:59, 7:58, 6:30, 3:20, ở tháng như vậy, đồng ý không? Nó không thể nào nó qua khỏi số 8 được, tại nó bị cái gì? Cái số 8 bao phủ nó rồi. Phải không nè? Right? So ở trong cái vòng tròn phải less than 8. 7:59, 7:30, 6:20, 5:15, đã thấy như vậy. Rồi đố các anh chị ở ngoài cái vòng tròn số mấy nè? Ở ngoài cái vòng tròn số mấy nè?
hả? Ở ngoài cái vòng tròn phải lớn hơn số 8, phải không? Có thể là 8 or 5, 8, 15, 9, 10, 11. Khái như vậy nó phải lớn hơn số 8, phải không? Right. Yeah. Rồi, bây giờ mình có cuộc phỏng vấn lúc 8 giờ là on, phải không? Vậy đố các anh chị phải nên tới cái cuộc phỏng vấn on time hay là in time? Yeah. There you go, there you go. Đồng ý không nè? Giờ các anh chị phân biệt được in time and on time chưa? There you go. Trả lời câu hỏi hôm qua cho ai đó. There you go. Phải không nè? Yeah, mình phải in time. Tại khi mà mình on time là too late rồi. Mình có cuộc phỏng vấn lúc 8 giờ mà mình lỡ đúng 8 giờ rưỡi, mình quên giấy tờ ở nhà rồi sao? Hay là trong khi đi đường mình bể bánh xe rồi sao? Phải không? Hiểu ý không nào? Right? See? Magic circle. Bây giờ một cái trường hợp nữa nè. Bây giờ trên cái cửa, mình đi về nhà mình thấy trên cái cửa mình có một cái tờ giấy, nó ghi là no money, no visit. No money, no visit. Có nghĩa là không có tiền thì đừng có lợi thăm con. Không, cái này vợ chồng ly dị đó, biết không? Ông chồng phải support cho đứa con, phải không? Mà tháng đó không có tiền đưa cho bà vợ thì miễn vô thăm con. No money, no visit. Okay. Vậy đố các anh chị, cái tờ giấy, cái nốt đó, nó on the door, at the door hay là in the door? Ok, tưởng tượng cái vòng tròn. Ok, ok, nó là on the door, at the door or in the door? Cái tờ giấy nó dán trên cửa đó. Ok, yes, dĩ nhiên nó phải on the door rồi. Khi mà mình chọn cái the best choice á, thì mình chọn cái nào nó có lý nhất, phải không? Nếu mà các anh chị nói at the door, có thể tờ giấy nó rớt ra ngoài, phải không nè? Hoặc là có thể tờ giấy nó rớt vô trong, phải không? Hoặc cái tờ giấy nó nằm trên cửa. Cái đó mình làm cho người ta nghĩ ngợi, phải không? Thành ra chữ at có thể cũng đúng, nhưng mà nó đâu có bằng chữ on đâu. Còn nếu mà chữ in có nghĩa là mình đục cái cửa, phải không? Mình đục cái lỗ, nhét tờ giấy vô. Đồng ý thôi nè. Cái cửa đó mình đục cái lỗ, mình nhét tờ giấy vô, thành ra nó in the door, phải không? Hoặc là nó rớt vô trong. Hoặc là nó rớt vô trong, phải không? Thành ra what is the best choice? Right? Nó phải on the door. Ok, nó phải on the door. Right? Rồi bây giờ một cái khác, thí dụ khác nha. Bây giờ bà mẹ kiếm người con hỏi, where are you, boy? Oh, mom, I am in school. Hay là at school? Hay là on school? What will you answer? What will you say? Huh? Nhớ nha, tưởng tượng cái vòng tròn. Ok, tưởng tượng cái vòng tròn. Yes, in cũng được, mà at cũng được. Em at school cũng được, hay là em in school cũng được. Nhưng mà nếu mà các anh chị, you are completely in the school, so you should say I'm in school, cho bà mẹ yên tâm hơn. Các anh chị hiểu không? Nếu mà thật sự các anh chị đang ở trong trường thật sự, thì các anh chị nên nói là I'm in school. Right? Nhưng mà nếu mà các anh chị đứng vòng vòng ở ngoài trường, hay là đứng ngay cái cửa trường, các anh chị cũng có thể nói em at school cũng được, phải không? Thành ra in hay at gì cũng được. Right? Rồi bây giờ thí dụ người mẹ hỏi người con, ok, I'm going to pick you up now, where should I pick you up? At school, in school, hay là on school? Huh? Yeah, at school. Cái nơi chốn không bao giờ mình dùng chữ on nha, các anh chị dùng chữ at hay chữ in. Yeah, mình nên nói là pick me up at school. Nó dễ hơn, tại bên Mỹ này nhiều khi
ai cũng phải lái xe hết trơn á. Nếu mà mình ra ngoài cổng trường mình đứng hay là đứng ở ngoài cổng trường chút xíu thì bà mẹ khỏi mất công xuống xe khóa cửa lại đi vô trường rước mình, phải không? Mình nói pick me up in school cũng được, nhưng mà you should say pick me up at school. Có nghĩa là mình có thể mình đứng ở ngoài cổng trường mình đợi bà mẹ chỉ lại rước mình đi thôi. Phải không? Right? Các chị hiểu chỗ này không nè? Thành ra cái vòng tròn đó, để các anh chị khi nào dùng in, khi nào dùng at, and khi nào dùng on. Ok? Nhớ như vậy. Tiếng Anh chậm hả? Ok, rồi. Hy vọng lần này là lần cuối chia sẻ các anh chị về cái dòng tròn ma quái nha. Cái dòng tròn này rất là hay các anh chị, mình áp dụng có rất nhiều trường hợp khác luôn á. Ok, rồi bây giờ tiếp tục bài tập nha. Không có chi. Làm gì có lần cuối. Thêm một thí dụ nữa hả? Ok, let me see. Ok, where are you now? Where are you now, Hannah? Hannah, I'm at the bank, in the bank, on the bank. Trả lời sao? Tôi ở tại nhà băng. Yeah, in cũng được, at cũng được. Okay, không có phân biệt. Nhưng mà nếu mà mình ở hẳn ở trong nhà băng thì mình nói là I'm in the bank. Right? Còn nếu mà mình nói khơi khơi, không cần cho người ta biết mình ở tại nhà băng, nhưng mà ở trong hay ở ngoài không cần biết, thì mình chỉ nói là I'm at the bank. Ok, in at gì cũng được, nhưng mà in thì thẳng là ở in. I'm at home. Yes, at home, thường thường ta nói I'm at home. Tại vì chữ at cũng có thể là in, mà cũng có thể là at home. Chữ at nó everywhere. Thành ra gì nói về nơi chốn, mình nói in hay at gì cũng được. Mình sẽ học thêm more detail in on at in the adjective lesson nha các anh chị. Trong cái bài giới từ mình sẽ học rõ hơn. Nhưng mà tạm thời mình chỉ biết cái vòng tròn cũng đủ rồi. Ok, next one. Tiếp tục nha các anh chị. Very welcome. Her camera is cheaper than it has she or is. Cái máy chụp hình của cô ta thì rẻ hơn. Rẻ hơn cái máy của con chó. Cái chỉ dùng chữ is. Okay. Nên mình phải dịch như vậy đó. Okay. Thu. Cái máy chụp hình của anh chị thì rẻ hơn cái máy của con chó. Chữ is là sở hữu của đồ vật, của súc vật mà thôi nha các anh chị. Thành ra chữ is sai. Chữ she thì không phải, ở đây mình phải dùng sở hữu cách. Ok, là chữ has or chữ is. Ok, thành ra không phải chữ is thì phải là chữ has. Right? And chữ it and chữ she đó là không phải là sở hữu. Mình phải dịch là cái máy chụp hình của cô ta thì rẻ hơn cái máy chụp hình của cậu ta. Chữ his ở đây nó vừa là subjective and nó vừa là objective or possessive. Ok, ở đây chữ his. Ok, Kelly and her sister went on holiday with a friend of hers, theirs, her, or their. Yet, Kelly and her sister is two people. That means plural, số nhiều, right? Thành ra mình phải có chữ theirs with the S.
Còn chữ there không có s thì mình phải thêm có cái danh từ ở phía sau, ok? Their friend. Nhưng mà nó không có danh từ thì mình phải chọn cái có s. Ok, next one. Is your notebook like Anne's and Bill's? No, but it's almost the same as. Có phải cái cuốn tập này của bạn giống như cuốn tập của Anne và cuốn tập của Bill hay không? Không, nó gần giống như là của ai? Của bạn, thấy không? Là yours. Mình đâu có thể nói là like gần giống như của họ đâu, mình đâu có thể lặp lại của họ được. Là gần giống như của bạn, là yours, right? So the third one is right. Yours with the S. Thay vì mình nói your book, I mean your notebook, mình không nói, mình nói yours. Okay, next one. Của em Angie Tiger. I've been expecting a few, some, many letters the whole day, but there weren't none, any, few, or one to me. Tôi thì đang mong đợi thơ cả ngày, nhưng mà không có cái nào cho tôi hết trơn á. Yes, a few, hay là some. I mean a few, hay là some, hay là many. A few có nghĩa là gần như không có. Các anh chị nhớ hai cái chữ này không? Phân biệt được khi nào mình nói a few, and khi nào mình nói few, hay là a little. Hay là little, hai cái này. Cái nào có nhiều hơn các anh chị? Cái nào có nhiều hơn? Feel nhiều hơn hay là a few nhiều hơn? A few nhiều hơn. Okay, cái này chị My chia sẻ rồi. A few nhiều hơn, feel. Mình tưởng cái chữ A là một là ít. Thật sự là a few là có nhiều hơn cái few. Ví dụ như mình không có bạn bè nào hết trơn á. Không lẽ mình nói tôi không có bạn nào hết trơn, quê thì thôi đi phải không? Mình nói I have a few friends. I have a few friends. Nghĩa là tôi không có bạn gì hết trơn. Thay vì mình nói I have no friend, nghe mắc cỡ thì thôi. Mình nói I have a few friends. I mean, I have few friends. Khi cái khác đi. Ví dụ rủ let's have some drink. Oh, I'm sorry. I have a few money. I have some friend. I'm so excited why you're done. Cái some friends này ở đây nó không có not more than three or four people. Okay?
At least mình có two. At least mình có. Trong khi đó I have few friends. Nó gần như là không có. I have no friend. Các chị hiểu chỗ này không? Thành ra cái a few nó có nhiều hơn là cái few. Cái few là mình nói cho đỡ mắc cỡ thôi. Cái đỡ mắc cỡ thôi. Thay vì mình nói I have no friend, mình nói I have few friends, thì mình hiểu cái người đó ít có bạn, có thể là không có luôn. Còn nếu I have a few friends có nghĩa là ít nhất người đó cũng có một hai người bạn, ít nhất là có. Cái gì vậy? Ok, trở lại bài học. A little cũng vậy luôn. I have a little money có nghĩa là ít nhất mình có tiền trong túi, mặc dù có ít, nhưng mà mình nói lịch sự I have few money. I'm sorry, I have few money. Nghĩa là mình không có tiền hoặc có rất là ít, không có đủ mà để đi chơi. Cái gì vậy? Nhớ nha, chữ E tưởng là ít nhưng mà thật sự nhiều hơn cái chữ không có chữ E. I've been expecting. So which one is right? A few hay là some hay là many? Cái some này more than a few nha các anh chị. More than a few, okay? Cái some này more than a few. Nên ở đây mình khi mà mình mong đợi thơ, mình đợi thơ càng nhiều càng tốt, phải không các anh chị? Thành ra đây mình dùng chữ some. Nó nghe hay hơn a few, right? Rồi, so some letters. So next one, but they are worrying what? Yeah, khi mà mình dùng cái negative thì mình cái chữ any để dùng cho cái negative. Any at all. Any có nghĩa là at all. Any at all. So some and any. Okay, next one. None, no one, any, or each of the workers knew about the matter because it was kept a secret. No one of the workers, là mình lặp lại hai lần cái danh từ. We do the repeating, it's not right. Any, là mình đâu có nói là negative in the sentence though. Câu này là câu affirmative mà, phải không? Thành ra mình không có dùng chữ any, phải không? Nhưng mà none of, none thường thường đi sau với cái chữ of, right? Is of the worker. Tại sao mình không dùng chữ is được các anh chị? Bởi vì chữ because. Các anh chị thấy không? Bởi vì chữ because nên mình không có dùng chữ is được. Is có nghĩa là nó affirmative, nó xác định. Okay? Không phải. Nó xác định mà. Còn cái này, cái câu này nó có vẻ như là nó là phủ định. Không có một người công nhân nào biết về cái sự việc đó bởi vì cái sự việc đó được giữ bí mật. Phải không các anh chị? Thành ra mình phải dùng cái phủ định với cái phủ định nó đi với nhau là none. Không, không có một ai. Cái any thật sự nó cũng đúng, nhưng mà cái any ở đây nó mình không có ai nói là any of hết trơn đó, mà người ta nói none of. Cái chữ any cái với chữ none nó gần giống nhau dùng được trong cái câu này. Nhưng mà tại vì có chữ of ở phía sau thành ra chữ any sai. Anh chị hiểu rồi phải không? Còn no one là mình double cái nào. No one of the workers là sai. One cũng là worker mà worker cũng là worker, thành ra mình double nó là sai. Còn chữ is thì không đúng. Anh chị hiểu chỗ này phải không? Thành ra câu trả lời đúng là none, right?
cái khó ở đây là các anh chị phải phân biệt được tại sao nó là cái này mà không phải là cái kia. Right? Okay, next one. The student couldn't eat in the restaurant because no one of them, hay là none of them, hay là any of them, hay là all of them, had no money, had any, hay là no money on them. Những học sinh thì không có thể ăn ở trong cái nhà hàng bởi vì không có ai, bởi vì không có người nào có tiền hết trơn á. Khi mà cái câu này nó có vẻ như là phủ định, đúng không các anh chị? Nó là negative. Nên mình nên dùng cái negative nó hay hơn. Phải không? Mình nên dùng cái negative nó hay hơn. Câu mà cái gì mà có không không ở trong đó thì mình nên dùng không không ở trong đó. Thay vì các anh chị dùng chữ o, các anh chị dùng chữ non nó nghe hay hơn, phải không? Đồng ý không nè? Phải không? Thay vì các anh chị nói bởi vì tất cả của họ thì mình nói bởi vì không có ai, không có ai hết, phải không? Right? Chữ o cũng đúng, nhưng mà với một chuyện nữa, các anh chị thấy đây là một cái thành ngữ all of the people hay là all people, không có ai nói all of them. Chị thấy điều này không? Không có ai nói all of them. Right? Thành ra ở đây á, trở lại cái câu, cái chữ all of them nó nghe nó hơi kỳ kỳ, phải không các anh chị? Nó làm như nó không có ai nói như vậy. Because none of them had no money. Hạt gì? Thay vì các anh chị nói chữ no cũng được, các anh chị nói chữ any cũng được không? Bởi vì none of them had any money, phải không? Had any money. Any money là không có tiền gì hết trơn. Any nó đúng hơn, nó nghe hay hơn nữa. Had any money. Tại vì none of them mà, none of them mà phải đi theo với cái chữ any, không có ai mà có tiền hết. Okay, now next one. Had any, none thì phải any. Mr. Howard gave the new books to all the pupil except once some, the ones, the others, who had already taken them. Ông Howard thì cho những cái cuốn sách mới cho tất cả những học trò, ngoại trừ cái người nào mà đã có rồi. Ngoại trừ cái người nào đó đã có rồi. Ok, ở đây the orders, ngoại trừ những người khác. Các anh chị thấy không? Mình phải nói ngoại trừ cái người nào đã có rồi. Mình đâu có nói ngoại trừ những người khác có rồi. Khi mà mình nói những người khác có rồi thì mình biết những người khác là những người nào rồi, không? Ở đây mình đâu có biết ai có rồi hay ai không có rồi đâu. Thành ra mình chỉ nói chung chung thôi. The order là mình nhấn mạnh. Right. Những người khác đã có rồi, nghe nó kỳ kỳ. Thành ra câu thứ 4 sai.
except some thì không bao giờ đi với cái who hết trơn. Right? Some gì? Someone who. Phải không? And that some đây cũng không đúng. And that chỉ còn cái chữ once and the once. Which one is right? Ở đây nhấn mạnh ngoại trừ những người nào đã lấy rồi. Phải không các anh chị? Yeah, ở đây nhấn mạnh mà. Except the ones. Okay? Những cái người nào đã lấy rồi. Và đây là phải là số nhiều. Đâu phải là một người lấy đâu, mà nhiều người nào đã lấy rồi. So đây the one is right. Okay, next one. Some people like to go outdoors on weekend, but others. Oh, I give you the answer. Yeah, others. Và những người khác không có xác định phong cái anh chị này chỉ nói chung chung thôi. Một vài người thì thích đi ra ngoài vào cuối tuần, nhưng mà những người khác thì thích ở nhà hơn, không có xác định, thành ra không có chữ the đây. Và đây là số nhiều những người khác mà. Okay, next one. Are the two answers correct? No, both are not. Either is not. Neither is. No one is. Có phải hai câu trả lời sai không? Không. Không có câu nào đúng hết trơn. Không. Không có câu nào đúng hết trơn. Correct mà. Thấy không? Neither is. Okay. Neither có nghĩa là not đó các anh chị. Okay. Neither có nghĩa là no answer đó. Yeah, neither is. Right? Không có cái nào đúng hết. Thường thường các anh chị thấy tại sao đây nó là chữ no? Có phải hai câu, có phải hai câu trả lời đều sai không? Có phải hai câu trả lời đều sai không? Trả lời theo tiếng Việt mình là dân, đúng rồi, hai câu đều sai, mình say yes không? Nhưng mà tiếng Mỹ chia sẻ các anh chị rồi, sai là sai, no là no, yes là yes, okay? Sai là sai, đúng là đúng, no là no, yes là yes. Khi mà mình nói là nó sai, nó no, thì mình bắt buộc phải trả lời no liền, chứ mình không có nói yes they are correct hết trơn nha, hay là yes they are not correct, không có được trả lời như vậy. Tại vì câu hỏi là có phải nó sai không, thì mình nói dân, cả hai đều không sai, phải không? Trả lời như vậy là sai. Yes, both are. Đây là theo tiếng Việt, not correct. Ok, trả lời như vậy là sai. No, they are not correct. Hay là no, both are not correct. Phải bắt buộc phải trả lời no. Hả? Mà sai là trả lời no. Nhưng mà cái câu này đúng là neither is, okay? Hay là neither is. Okay, next one. The plants are watered every of 2 days, is all the days, every other day, or is of the days. Cái cây kiểng này á, những cây kiểng này thì được tưới nước cứ cách một ngày, tưới một ngày đó, thì mình dịch cho các anh chị luôn đó. Cái câu nào mà nói là cứ cách một ngày, tưới một ngày? Yeah, every other day. Every other day là cứ cách một ngày, tưới một ngày. Cái câu thứ nhất là cứ mỗi hai ngày tưới một lần.
Right. Cái câu thứ hai có nghĩa là mỗi một ngày khác. Mỗi một ngày khác là gì? Không hiểu. Còn câu thứ ba là every other day, là cứ cách một ngày, tới một ngày. Còn câu thứ tư là càng không hiểu thôi, mỗi của những cái ngày. So every other day. Okay, next one. Cái này các anh chị không được sai nha. Okay. This one is not hard. If the parents were asleep, either of them heard the sounds. Both of them, or none of them, or any of them. Ngủ, các anh chị ngủ, các anh chị có nghe tiếng động không? Động nghe đầu, không? Động nghe đầu, cái này là negative mà, chứ không phải là positive. Động nghe đầu. Nên mình dùng chữ known. Okay. Known là có chữ of. Thành ra mình không có dùng chữ any được. Okay. Không có dùng any được. Coi lại nha. Có chữ of. Thành ra không dùng chữ any được. Okay, next one. Okay, this is a long one. Sarah had read a lot of articles by English writer. Now she would like to read others, hay là some, hay là, yeah, order his some stories by writers from some country, hay là any country, hay là other country. Rồi bây giờ bắt đầu câu thứ nhất nha. Sarah thì đã đọc nhiều cái tên nhiều cái article, dịch sao các anh chị? Là những cái đề mục á, đề mục sách tiếng Anh đó, bài báo đó, dạ. Của English writer, của người viết bằng tiếng Anh đó, nói chung là bài báo tiếng Anh đó. Bây giờ cô ta muốn đọc một vài cái câu chuyện bởi tác giả, dịch đi, bởi tác giả từ những cái nước khác. Right. So the first one we like to read all the story, hay là some story. Dĩ nhiên là some story, right? Thấy không? Một vài some stories by writer from những cái nước khác. Yeah, khác là order, phải không các anh chị? Yeah, some order. So câu đúng sẽ là câu thứ ba, some and order. Okay, next one. Carefully with this one. Các anh chị phải hiểu trước nha, mới làm đúng được. Can you come on Wednesday or Thursday? Well, afraid. Any day, someday. Neither day or either day is possible. Bạn có thể tới ngày thứ tư hay thứ năm không? Ồ, tôi sợ rằng. Tôi sợ rằng. Không dịch cho các anh chị, dịch các anh chị biết. Yeah, tôi sợ rằng không có cái ngày nào được hết trơn. Neither day. Okay. Tôi sợ rằng không có cái ngày nào được hết trơn. Neither. Right? Okay, next one. Câu này hay nè, okay.
Câu này hay nè. Mới cách nghĩa hồi nãy rồi nha. Cẩn thận nha. Are the new rules working? Yes, more books, few books, none books, and some books are missing. Very good, nice frog. Tại sao mình dùng chữ few ở đây các anh chị? Có phải cái luật mới nó tốt hay không? Đúng rồi. Tại vì không có cái cuốn sách nào bị mất hết trơn, phải không? Phải không? Không có cuốn sách nào bị mất hết trơn. Đấy. Thay vì mình nói, đâu ai nói non books đâu, phải không? Người ta nói non of. Chữ non phải đi theo chữ of, mà đâu có đi theo chữ of, thành ra chữ non sai. More cũng sai luôn. More là so sánh, phải không? Some ở đây là có nhiều cuốn sách bị mất, thì nó nghịch, nó khác, nó ngược ngược với cái nghĩa ở phía trước, phải không? Right. Anh em mình không dùng chữ some luôn. Anh em mình dùng chữ few. Thay vì mình nói no books, mình dùng chữ few books. Few books có nghĩa là no book rồi, phải không các anh chị? Phải không? Anh chị hiểu chỗ này rồi phải không? Nãy chị mình nói rồi, few có nghĩa là không có. Ok. Few có nghĩa là gần như là không có. Right. So few books are missing. Cái luật mới nó good phải không? Nó tốt phải không? Yes, đúng rồi, tại vì không có cuốn sách nào mất hết trơn. Ok. Đó chứng minh những điều gì Tiểu My nói là có thiệt. Tiểu My nói đúng. Another way to say it. Right. Ok, so đây mình nói few book. Send this sentence. Okay, do this one then. Good. You know what I mean? Too crazy. Crazy hay là crazy. I have two brothers. One is an engineer. Another order the order, and the order is a chemist. Tôi có hai người anh. Một người là kỹ sư, và cái người khác là chemistry là gì? Hóa học. Okay, another là một người khác. Order là người khác. The order là người khác. Any order là bất cứ người khác. So which one is right? Mình có hai người anh. Cái người anh đó mình biết không các anh chị? Biết không? Hả? Biết không? Biết phải không? Biết, xác định, phải không? Biết có nghĩa là xác định. Thế nên mình phải dùng cái the order là đúng nhất. Okay. Another là nói khơi khơi, nói tổng thôi, nói tổng quát thôi. Okay, nói chung chung thôi. Còn the order là xác định. Mình dùng chữ the tại mình biết hai người anh đó. Anh của mình mà mình không biết sao được, phải không? So the order đúng hơn. Và order không có S là chỉ nói một thôi, không phải nói số nhiều. Ok, câu này nha. What time is it? We have 10 more minutes left. We hold a meeting every 2 weeks on every order following both on Thursday evening. In fact, chúng ta mở một cái buổi họp mỗi 2 tuần, và mỗi buổi chiều thứ năm. Sự thật là như vậy. On every other Thursday evening.
Câu này có nghĩa là như gì nè các anh chị? Odd là bất thường. Ok, bất thường. Câu này nghĩa là như gì? Chúng tôi sẽ mở một cái buổi họp mỗi 2 tuần. Và mỗi cái chiều thứ năm sau đó, nghĩa là mỗi cái, câu này nó hơi ấy, và mỗi cái chiều thứ năm sau đó, on every following Thursday evening, in fact, câu này nghĩa là sao ta? On every other Thursday, and every other Thursday có nghĩa là cứ cách thứ năm này mở cái rồi bỏ tuần đó, thứ năm sau mở. Nhưng mà ở đây họ có nghĩa là mỗi cái thứ năm sau đó. Cái câu này không hiểu cái nghĩa rõ ràng của họ là gì, nhưng mà nó là following. Cái câu trả lời là following. Yes, câu nào mình ok câu này nha. Nói tiếp thứ năm. Yes, câu nào mình nói he tiếp. Asked thứ năm. Me if I went. He asked me. Hay là who if was I went, going. Hay là who went. Hay là if going hay là to the party was tomorrow. Going. Hay là who tôi went. Hỏi, hay là con if ta going hỏi tôi, to the party tomorrow. Tôi hỏi. Ông ta hỏi tôi. Câu này có nghĩa là, để mình sẽ dịch. Công ta hỏi có tôi nghĩa là ai sẽ đi tới. Sẽ dịch. Công ta hỏi tôi ai sẽ đi tới, ai sẽ đi dự tiệc ngày mai. Là thái gì vậy? Ai sẽ đi dự tiệc ngày mai? Yeah, he asked me who was going to the party tomorrow. Okay, who was going to the party tomorrow? Cho nhiều khi mình phải hiểu mới được, mình không hiểu mình làm sai. Ok, next one. She didn't understand why he is talking. What was he talking about? How was he talking about? Or what he was talking about? Wait a minute. Let me check over the last one. Okay. Maybe get to maybe get tomorrow. No, put in the wrong place. But the tense is right. Okay, he asked me who was going to the party tomorrow. One of them supposed to be in present or future then. In past or future then. He asked me who was going to the party, not tomorrow then. Okay, sorry, cái câu đó giờ không biết nó nằm trong sách nào để check lại nữa. Bây giờ câu này nha, giờ làm câu này. Cô ta không hiểu cái gì các anh chị. Right, câu đó nó hơi bị trục trặc cái chỗ tomorrow đó. Okay. Cô ta không hiểu gì các anh chị. Câu thứ nhất, cô ta không hiểu tại sao ông ta đang nói. Câu thứ hai, cô ta không hiểu ông ta đang nói về cái gì. Câu thứ ba, cô ta không hiểu ông ta đang nói về cái gì, cách nào, thế nào. Câu thứ tư, cô ta không hiểu ông ta nói về cái gì. So, cái câu thứ hai với câu thứ tư nó make sense hơn các anh chị phải không? Tại câu thứ nhất nó nghe kỳ kỳ, tại sao ông ta đang nói, cái không hỏi cái câu kỳ vậy. Cô ta không hiểu tại sao ông ta đang nói. Câu thứ nhất không đúng.
câu thứ ba càng càng nghe kỳ nữa. Cứ ta không hiểu ông ta đang nói về 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 cái thế nào là gì. Thành ra câu thứ nhất, câu thứ ba bỏ, chỉ còn câu thứ hai, câu thứ tư. Câu thứ hai đúng hay câu thứ tư đúng các anh chị? Is that the interrogative sentence or affirmative sentence? Đây là một cái câu xác định, phải không? Xác định. Thành ra mình không có đảo ngược cái động từ ra phía trước. Ok, các anh chị coi rõ câu thứ tư. Mình không có được đảo lộn cái động từ. We should not converse the verb and the subject. Okay. So she didn't understand what he was talking about. So câu số 4 đúng. Right. Còn câu thứ hai thì nó đảo ngược cái động từ chỉ dành cho câu hỏi mà thôi. Okay, next one. Oh, bài tập này còn nhiều quá. Anh chị muốn tuần tới mình làm tiếp hay tuần tới mình học cái mới? Bài tập này còn rất là nhiều. Will she come tomorrow? We believe so. Believe it. Believe her or believe that. Để tuần tới làm tiếp ha. Believe gì? Believe gì các anh chị? Thường thường cái câu nói là I believe so. Không ai nói I believe that hết trơn á. I think so. I believe so. Will she come tomorrow? I think so. I believe so. Đó là cái cách nói nha các anh chị. Không ai nói I think that. I believe that. Okay. It không được. I believe it. I believe so. Khi mà mình đồng tình với người ta thì mình nói là so. Okay. Believe so. So là cũng vậy đó, cũng vậy đó. Một kinh nghiệm đỡ hay. Is Professor Brown very sick? I'm afraid to. Afraid that, afraid this, afraid so. Yeah, afraid so. Tôi cũng sợ như ông ta bệnh vậy đó. Tôi cũng sợ ông ta bệnh như vậy đó. Okay, next one. Câu này nha. Okay, let me. Câu này mắc cười nè. Câu này các anh chị dịch nha. Women treat our us, we, me, men and rather a sportman là manner. A sportman like manner. Unsportsmanlike manners. Don't you think so? Bây giờ các anh chị, this is the last one. Câu này câu cuối cùng. Các anh chị phải dịch cho đúng, anh chị mới được đi ngủ. Okay. Dịch cho đúng. Khi mà các anh chị dịch đúng thì các anh chị sẽ làm đúng. Okay. Dịch cho đúng mới đi ngủ, còn không thì ngồi đây với tiểu mi. Dịch trước đi. Khi mà các anh chị dịch đúng thì tự nhiên các anh chị làm đúng rồi. Cười quá thì mất. Okay, let me help you a little bit, okay? A sportsman là gì?
Disappointment lời là gì? Hả? Là gì? Very good sign music. Treat là đối xử với đàn ông chúng tôi very good. Đối xử với đàn ông chúng tôi gì hả? Okay, good. See? You're so smart. Đối xử với đàn ông chúng tôi. Bạn có nghĩ là đàn bà họ đối xử đàn ông chúng mình nó tệ bạn không? Như vậy đó. Bạn có nghĩ là đàn bà đối xử đàn ông chúng mình nó tệ bạn không? Thấy không? Dịch vậy đúng không nè? Ok, đợi tí xíu nha. Ok, I think right here to find. Where that sentence then? Không mất cái câu của Timmy trong bài rồi. Ok, unspoilment là gì các anh chị? Huh? Unspoilment là gì? Unspoilment là những cái người mà chơi thể thao mà xấu á. Ok, chơi xấu á. Có cái tư cách xấu á. Và không có tinh thần thể thao á. Right? Không có cái tinh thần thể thao á. Oh, Quý My bỏ cái câu đó rồi. Yeah, they treat you in the wrong way. I mean, yeah. Nó mất cái câu của Timmy trong bài rồi. Nãy đóng cái bài nó mất tiêu rồi. Okay, let me right here. Right, đúng rồi. So đây mình sẽ dùng chữ us. Nó là appositive. Appositive. Appositive là đồng cách đó các anh chị. Là đồng cách đó. Treat us. Us là ai? Us là men. Okay? Us là men. Right? Nó là đồng nghĩa với nhau, đồng cách với nhau đó. Giống như là Michelle is my sister. So Michelle cũng là my sister cũng là Michelle. I mean Michelle. So ở đây us là men, men cũng là us. Anh chị, mình học cái này rồi phải không? Dạ các anh chị để ý nó không có dấu phẩy. Có nghĩa là nó nhấn mạnh, okay? Nó nhấn mạnh cái chữ us, us là ai? Us là men. Okay? Women treat us men in the rather a sportsman-like manner. Don't you think so? Right? Okay, and that's it for today, and I'll see you next week. And next week we continue the exercise, okay? Continue this exercise then. Until we finish the whole thing, we still have a lot of sentences to do for next time. So I see you next time on